ngã tư Hàng Xanh á, ở phía trước là cầu Dược, ngã tư Hàng Xanh. Chỗ ngã tư này thì nó có cái đường Điện Biên Phủ nè, rồi nó cắt ngang là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh các bạn đi thẳng lên thì sẽ gặp bến xe miền Đông, rồi chúng ta đi tiếp thì ra được cầu Bình Triệu và quốc lộ 13. Mình đi Thủ Dầu Một rồi quý bác. Rồi chỗ này thì bây giờ chúng ta sẽ quẹo bên trái đi về phía Sài Gòn, về Thị Nghè đó. Thị Nghè thì nó bắt qua con kênh Thị Nghè. Thì kênh Thị Nghè là một trong những kênh mà quan trọng bậc nhất của Sài Gòn ngày xưa. Có một cái ngã ba thì nếu mà chúng ta đi phía bên phải thì chúng ta sẽ về cầu Thị Nghè, chúng ta đi bên trái chúng ta sẽ vào cái khu chợ, rồi có đường Ngô Tất Tố ở trong đó. Cái khu trong đó thì quán ăn thì rất là nhiều, có một cái trường đại học ở trong đó luôn.
Huế nghe thì nó có hai đường là đường Hoàng Sa và Trường Sa, nó đi cặp theo con kênh Thị Nghè, đi đi vô ngay cái khu mà đường Cách Mạng 8, đường ra xe lửa đâu quý bác. Nó đi song song với đường Lê Văn Duyệt, tức là bây giờ là đường Cách Mạng 8 á. Rồi ở dưới khu dân cư thì có đường nhỏ đi ra chợ Thị Nghè. Cầu Thị Nghè này mới làm lại, lúc trước thì nó có một cái dãy hàng cây á, cây rất là đẹp. Xuống dốc chân cầu Thị Nghè thì chúng ta thấy là nó có cái sở thú thảo cầm viên, đây là thời Pháp có một cái ông thực vật học rất là giỏi, ông qua đây và ông mở cái thảo cầm viên này. Cổng chính của thảo cầm viên thì nó nằm ở đường Nguyễn Minh Khiêm, Lê Duẩn đó mặt với Dinh Thống Nhất. Bây giờ chúng ta đang đi lên đường Hoàng Sa. Thì cái con kênh Thị Nghè là đây. Lúc trước thì kênh này rất là đen, do cái dân số tăng nhanh, rồi người ta xả rác bừa bãi lên sông thì nó là cái con sông chết. Bây giờ con sông, con kênh này nè, được cải tạo lại, được nạo vét bùn, rồi làm bờ kè hai bên, trồng cái cây xanh dễ tỏ cái đường thành đường Hoàng Sa Trường Sa nó rộng ra. Thì bây giờ là khu vực này rất là sạch sẽ, thoáng mát. Buổi sáng thì các bác thấy là có những người lớn tuổi, người ta ra đây ta đi bộ, ta tập thể dục. Dạ, phía dưới con kênh này thì người ta có thả cá, rồi những dịp mà có lễ bên Phật giáo các bác thì người ta phóng sanh đó, phóng sanh cá đồ xuống đây. Bây giờ ở dưới con kênh đường nhà này rất là nhiều cá, và đặc biệt là bây giờ người ta cấm câu ở trên con sông này nha. Đôi khi các bạn thấy là những người ta câu cá thì đó câu cá bất hợp pháp, có những cái bạn cấm câu luôn, nếu mà câu thì sẽ bị phạt á. Mà em nghĩ là bây giờ cá thì ở đây mình đừng nên câu, để mà giữ cái hệ sinh thái cho con sông này nó đẹp. Rồi mình đi ngang người ta phải dục, mình thấy cá bơi lội tung tăng thì đầu óc cũng sảng khoái hơn, đúng không? Một việc khác thì em sẽ đi con đường này, em quay lại cho quý cô bác mình xem. Bây giờ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm like, subscribe, cái nút mà đăng ký bằng tiếng Việt á, để mà đăng ký kênh. Hàng ngày em đi quay đường phố đăng lên cho mọi người, thì mọi người xem miễn phí à, không có tốn đồng nào đâu. Nếu mà thấy thích video thì comment nha. Các bạn muốn quay ở muốn xem ở khu vực nào của Sài Gòn thì cũng thể comment dưới, bình luận ở dưới để cho em biết. Em chạy tới quay cho mọi người coi. Hẹn gặp lại quý cô bán chị trong video kế tiếp.